cái nội dung chức năng đó, cái tư tưởng để làm, chúng ta chỉ cần phải liệt kê tới mức tự toán ở đây. Đây là mô hình chức năng. Sau khi xây dựng xong mô hình tập tin thì chúng ta cần phải nghĩ đến cái hình thức lưu trữ chúng trong cái không gian lưu trữ, và chúng ta phải thiết kế những kiến trúc hợp lý trên không gian để mà không chỉ là có thể thực hiện được những cái thao tác cần thiết trên tập tin, mà chúng ta cần phải làm sao để mà đạt được những hiệu ứng an toàn và tốc độ, nhất là cái tốc độ đọc nội dung tập tin lên, nó quan trọng hơn là cái thao tác ghi nội dung tập tin xuống, vì cái công việc đọc nội dung tập tin lên là rất thường xuyên. Cái không gian lưu trữ tập tin thì chúng ta đã biết rồi, đó là volume, chúng ta gọi là volume, và nó được tổ chức là một dãy những sector, là tổng quát hơn là những cái lock. Vì vậy cái thiết kế làm sao để mà tổ chức được hệ thống tập tin lên volume thì cũng chính là cái thiết kế mô hình cho volume. Tức là coi như chúng ta thiết kế xong mô hình cho tập tin, mô hình cho thư mục rồi, thì bây giờ chúng ta đang thiết kế mô hình cho volume. Để chúng ta thể thiết kế được một cách hiệu quả thì trước tiên chúng ta cần phải xác định đầy đủ những cái mục đích quan trọng và phải đưa ra những cái phân tích, những cái nhận xét cần thiết. Đây là những phân tích, những nhận xét lớn mà chúng ta cần phải nhìn ra. Thứ nhất là chúng ta phải xác định được những vị trí còn trống để chúng ta thể lưu dữ liệu vô. Dĩ nhiên các vị trí trước mắt thì chúng ta thể hiểu đấy là những cái sector, và trên hệ thống thì đã có sẵn những cái hàm đọc sector, ghi sector. Một khi sector đang có chứa dữ liệu rồi, nhưng mà chúng ta gọi hàm ghi sector kêu ghi vào đúng cái sector chứa dữ liệu đó thì nó vẫn ghi được thôi. Và dĩ nhiên là dữ liệu mới trên sector sẽ là dữ liệu mà chúng ta vừa yêu cầu ghi, còn dữ liệu cũ là sẽ bị mất, bị đè lên mất. Chúng ta cần phải xác định những cái vị trí còn trống để chúng ta có thể ghi dữ liệu vào mà những dữ liệu cũ thì không bị mất. Còn mỗi sector, hoặc là tổng quát hơn là một cái lock, thì hoặc là nó chưa chứa dữ liệu. Còn một khi mà chúng ta đã lưu dữ liệu vô thì chúng ta phải lưu ở cái dạng là dữ liệu trên sector đó chỉ thuộc tối đa một tập tin mà thôi. Tức là chúng ta đừng nên để trên mỗi sector mà có thể có tới hai dữ liệu của, hoặc là nhiều dữ liệu của nhiều tập tin khác nhau. Làm như vậy thì tuy vẫn được nhưng mà nó sẽ gây phức tạp, vừa thiết kế khó mà lại khiến cho hệ thống hoạt động chậm. Có nghĩa là nếu dữ liệu mà chúng ta lưu sector chưa hết, là sector giả sử 523 chẳng hạn, dữ liệu chúng ta chỉ chiếm có 10 byte thôi, thì chúng ta vẫn còn tới 502 byte trống trên sector, chúng ta phải chấp nhận bỏ. Muốn ghi dữ liệu khác thì chúng ta phải dùng sector khác. Cái phần mà chúng ta bỏ đi như vậy thì mới nhìn thì tưởng đâu là lãng phí nhiều, nhưng mà trên thực tế là hoàn toàn không đáng kể. Không gian bị lãng phí hoàn toàn không đáng kể. Nếu chúng ta tận dụng thì tuy vẫn được, tức là không còn lãng phí không gian nữa, nhưng mà chúng ta sẽ bị một cái lãng phí phát sinh. Đấy là lãng phí thời gian, hệ thống sẽ chạy chậm hơn rất là nhiều, thiết kế vừa cực hơn mà làm cho hệ thống lại vừa chạy chậm hơn, mà cái khoảng thời gian chậm hơn đây thì nó lại là ảnh hưởng rất là lớn, cái thiệt hại nó to lớn hơn nhiều so với lại là cái khoảng không gian mà chúng ta bị mất mát. Cái phân tích thứ ba khá trừu tượng, đấy là tên và các thuộc tính của tập tin. Chúng ta không nên lưu chung với nội dung tập tin mà nên tách ra lưu riêng. Điều này thì mới nhìn là hơi vô lý. Đúng ra thì nội dung tin là dễ bay, tên cũng là dễ bay, các thuộc tính cũng là dễ bay. Và ở mức đơn giản thì chúng ta có thể ghép các dễ bay này lại với nhau, rồi lưu vào, thành một dễ bay lớn và chúng ta lưu vào. Và như vậy thì việc lưu nó dễ và việc đọc ra nó cũng dễ. Và ở mức suy nghĩ đơn giản thì như vậy nó cũng nhanh hơn nữa. Nhưng mà trên thực tế thì nếu chúng ta tách tên và thuộc tính ra, chúng ta lưu riêng, là nội dung lưu riêng, chúng ta sẽ có tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh hơn rất nhiều so với lại là chúng ta ghép lại và lưu chung. Lý do cơ bản là như vậy. Trên hệ thống chúng ta là có rất nhiều tập tin. Và bây giờ giả sử chúng ta chỉ cần làm một thao tác đơn giản là liệt kê tên và một số thuộc tính gì đó của các tập tin đang có trên cái không gian lưu trữ. Thì khi này chúng ta phải dời đầu đọc đến cái vị trí của cái tập tin thứ nhất. Vị trí chứa tên và thuộc tính tập tin thứ nhất, chúng ta đọc ra và chúng ta liệt kê ra các tên thuộc tính của tập tin đó, rồi sau đó chúng ta phải dời đầu đọc tới cái vị trí tập tin thứ hai, rồi lại phải dời tới vị trí tập tin thứ ba, tới cái vị trí đó để lấy tên và thuộc tính của những tập tin đó mà liệt kê ra. Thì cái thao tác dời đầu đọc của chúng ta rất là nhiều lần, mà thao tác này là một cái hoạt động
cơ học nếu chúng ta đang làm trên đĩa cứng. Đây là cái thiết bị lưu trữ thông dụng mà chúng ta vẫn hay dùng trên các hệ thống máy tính cao cấp, hệ thống máy PC nhé ha. Thì cái thời gian giờ đầu đọc là rất lâu, đấy là một hoạt động di chuyển cơ học mà tới nơi cần truy xuất thì phải dừng lại, cho nên là chúng ta không thể chuyển động với tốc độ nhanh được, bởi vì nếu mà nhanh quá thì tới nơi cần dừng lại nó bị quán tính lớn, nó sẽ đi luôn và chúng ta lại là phải kéo về, mà nếu hơi nhanh thì lại quán tính nó cũng còn hơi lớn và nó lại đi lố qua, tức là như vậy thì nó phải dao động qua lại xung quanh cái vị trí cần đọc một khoảng thời gian nó mới dừng lại được đúng, và như vậy là rất là lâu. Còn nếu chúng ta nhích từ từ tới đúng vị trí gần tới chúng ta dừng thì có thể là nó sẽ không bị lố, nhưng mà như vậy thì cũng lâu. Hoạt động cơ học, hoạt động di chuyển đầu đọc trên đĩa cứng là rất lâu. Nếu mà chúng ta có mỗi lần di chuyển như vậy nó lên tới mức vài mili giây thôi, thì chỉ cần ngàn tập tin chúng ta sẽ có khoảng thời gian tương ứng là bắt đầu tương đối lâu rồi. Trong khi nếu mà chúng ta đưa tên và thủ tính đi như một cái vùng, vùng này chỉ chứa tên và thủ tính mà thôi, thì lúc này cái vùng này nó sẽ rất là nhỏ và chúng ta cần nhảy tới đúng một lần thôi, nhảy tới đúng cái vùng đó một lần thôi rồi chúng ta sẽ đọc nguyên cái vùng đó lên. Vùng này rất là nhỏ cho nên có thể đọc một lần thôi là đọc được nguyên vùng. Thậm chí vùng này có thể nó nhỏ để mà chúng ta bỏ nó vào RAM luôn cũng được. Tức là chúng ta chỉ cần một lần truy xuất đưa nguyên cái vùng này vào RAM. Vùng này thì nó đủ nhỏ để có thể bỏ vào RAM. Và sau này mỗi lần mà muốn liệt kê tên hoặc là muốn làm những thao tác duyệt, muốn xóa hay muốn đọc nội dung tập tin, muốn truy xuất tập tin vân vân này, chúng ta đều phải làm cái thao tác duyệt từng cái tên thủ tính của từng tập tin. Thì chúng ta không cần phải làm trên đĩa nữa mà chúng ta phải làm việc trên RAM thôi. Chúng ta chỉ phải làm việc trên RAM thôi. Và lúc này thì khoảng thời gian đó là nhanh hơn cực kỳ đáng kể. Có thể lên tới nhiều ngàn lần. Phân tích thứ tư nó sẽ phát sinh từ phân tích thứ ba. Tức là nếu chúng ta đã có phân tích thứ ba, tên thuộc tính, tên và thuộc tính của tập tin chúng ta lưu riêng một vùng. Và vậy là nội dung của tập tin chúng ta lưu vào một cái vùng khác. Thì mỗi lần mà lấy một phần tử chứa tên thuộc tính và tập tin lên, chúng ta cần phải xác định được cái nội dung của tập tin. Giả sử chúng ta muốn đọc nội dung tập tin chẳng hạn, thì chúng ta phải truy xuất cái vùng chứa tên thuộc tính đây và kiếm được cái phần tử tương với tên tập tin cần truy xuất rồi, thì chúng ta phải suy ra được nội dung tập tin nằm ở đâu trên cái vùng chứa nội dung tập tin. Tức là chúng ta phải có thông tin lưu cái vị trí bắt đầu của nội dung tập tin. Chúng ta có thể quy định là nội dung tập tin bắt buộc phải liên tiếp, tức là chúng ta không cho nội dung tập tin được tách ra nằm rải rác ở nhiều nơi. Nhưng mà làm như vậy thì nó phát sinh nhiều vấn đề cũng phức tạp. Mặc dù mới nhìn thì như vậy là hợp lý. Nội dung tập tin nằm nhiều nơi thì muốn đọc được nội dung tập tin chúng ta phải dời đầu đọc nhiều lần, và cái cơ chế quản lý đó nó sẽ phức tạp hơn so với lại là chúng ta cho nó là dãy liên tiếp. Nhưng mà như hồi nãy tôi cũng đã có nói sơ, sau một thời gian chép xóa thì chúng ta sẽ phát sinh, nếu mà chúng ta đã quy định là nội dung tin phải là cái dãy sector liên tiếp á, thì sau một thời gian chép xóa chúng ta sẽ phát sinh ra nhiều cái vùng trống, và chúng ta có thể bị cái hiện tượng là tổng không gian trống thì còn rất lớn nhưng mà chúng ta đưa một tập tin nhỏ nhỏ vô có khi lại không đưa được, bởi vì không có vùng trống nào đủ lớn để mà chứa tập tin đó hết, mặc dù thì chúng ta lại có rất nhiều vùng trống. Và rõ ràng đây là một cái dở. Nếu chúng ta nói là chúng ta phải giải quyết điều dở này bằng cách là khi đấy chúng ta dồn lại, chúng ta dồn nội dung của tập tin lại để chúng ta có vùng trống lớn, thì dĩ nhiên lúc đấy chúng ta giải quyết được, chúng ta không còn bị cái lãng phí không gian đó nữa. Nhưng mà chúng ta lại phát sinh cái chuyện là cái thời gian dồn bây giờ nó sẽ là một khoảng thời gian không hề nhỏ, và chúng ta lại lãng phí thời gian, và đấy là lãng phí nghiêm trọng hơn. Với các máy tính bây giờ thì không gian lưu trữ có dung lượng thường là rất lớn, và có lãng phí tương đối đi nữa thì thường cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà thời gian sử dụng thì rõ ràng là quan trọng. Vì vậy cho nên đại đa số hệ thống thường thiết kế dưới hình thức là nội dung tập tin cho phép được phân mảnh khi cần thiết. Dĩ nhiên cho phép thôi chứ còn không phải là nên phân mảnh. Chỉ khi nào bất đắc dĩ thì được phân mảnh khi cần thiết. Và khi đó những hệ thống đó nó sẽ có một cái chức năng dồn. Nhưng mà chức năng này sẽ để cho người sử dụng khi nào rảnh rỗi thì người sử dụng mới gọi, ví dụ như là chức năng defragment trong Windows.
một khi mà chúng ta đã quy định nội dung đầu tiên không bắt buộc phải liên tục thì chúng ta lại có phát sinh một cái phân tích nữa, đấy là nội dung tin nằm ở những nơi nào thì chúng ta phải quản lý được những nơi đó, tức là chúng ta phải biết các vị trí chứa nội dung tập tin. Và phân tích thứ bảy là cái nhận xét phân tích thứ bảy là cái có thể bỏ qua trong đa số trường hợp, đấy là chúng ta phải biết các vị trí bị hư. Dĩ nhiên là đại đa số volume không có vị trí nào bị hư hết, và một khi như vậy thì chúng ta không cần phải có cái cơ chế xác định vị trí bị hư. Đã là không có vị trí nào bị hư thì dĩ nhiên là không cần rồi. Nhưng mà trên thực tế có một số cái volume có chỗ bị hư mà những cái volume này vẫn còn rất tốt. Thì nếu như mà chúng ta không quản lý những vị trí bị hư, chúng ta hoàn toàn có thể bị cái chuyện là chúng ta đưa dữ liệu vào đúng cái chỗ bị hư đó và dẫn tới dữ liệu ta bị sau này không đọc ra trở lại được. Và đó rõ ràng là không nên. Như vậy là nếu muốn cho hệ thống tương đối tốt thì chúng ta phải có thêm một cái phân tích là phải làm sao để xác định được các vị trí bị hư. Còn ở phân tích số 2 ở đây, thực ra nếu như mà chúng ta muốn cho hệ thống nó hiệu quả hơn thì thay vì là chúng ta thao tác theo đơn vị sector, đấy là cái quy định có sẵn trong phần cứng rồi, mỗi lần đọc lên hoặc mỗi lần ghi xuống là phải làm việc với một sector. Sector nó là dãy nhiều bay, chúng ta không thể làm việc với từng bay được, không phải giống như là trên RAM. Nhưng mà nếu như chúng ta muốn hiệu quả hơn á, thì trên thực tế chúng ta nên lưu nội dung tập tin theo đơn vị lưu trữ là cluster, với mỗi cluster đó là một cái dãy N sector liên tiếp. Khi này chúng ta sẽ dễ quản lý hơn và vị trí xuất sẽ nhanh hơn nữa. Dĩ nhiên trong trường hợp đặc biệt chúng ta có thể có con số N là số 1, tức là cluster bây giờ là một sector, và khi đấy nó suy biến ra thành sector rồi. Rồi sau khi chúng ta đã đưa ra những phân tích và nhận xét này thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn vào đó và chúng ta thiết kế. Trước mắt là chúng ta thiết kế cái đơn vị cluster, thiết kế cái khái niệm cluster. Về mặt